Xin chào mọi người. Hiện nay thì ở vùng miền núi, vùng quê đã vào mùa măng đắng và rất nhiều gia đình đã được ăn măng đắng. Hôm nay tôi hái được vài búp măng thì tôi sẽ cùng vợ tôi vào bếp để làm món chèo măng đắng. Vợ tôi sẽ làm diễn viên chính, vừa làm tổng đạo diễn luôn nhá. Bây giờ mình sẽ bóc măng đắng. Bóc măng cũng dễ thôi mọi người ạ. Tại vì mình không hay bóc cho nên cũng không rành lắm thôi. Chứ còn mình cũng vẫn biết bóc. Nhưng ai quen bóc, đặc biệt là phụ nữ là sẽ làm rất nhanh. Tuy nhiên thì mình vẫn hơi chậm chạp một chút. Bây giờ tôi sẽ bổ măng. Măng thì cắt từng khúc vừa và bổ bổn ra để cho nó vừa miếng ăn, vừa nấu cho nó nhanh chín. Trong lúc vừa tôi đang bắc nồi lên luộc măng thì tôi tranh thủ ra vỉa rừng hái cà. Còn đây là cà dại hoa trắng hay còn gọi là cà nút áo vì nó to bằng cái nút áo của các cụ hay cài áo ngày xưa. Đấy, thì cách lựa chọn cà nút áo thì mình sẽ chọn những quả tròn bóng bầy vì những cái quả như thế nó không bị sâu và lấy quả non thôi, đừng có lấy quả già quá. Còn đây này, đây toàn những cái quả mà nó hơi méo là bị sâu, nó méo rồi có lỗ. Và cà mình đã hái về đây rồi. Đây, vì nó hơi già một tí, hái được có ít quả cho nên là vợ phải thêm cái cà vô đây. Đây cũng là cà to này. Đây cà nút áo với cà to, thêm ớt rồi đưa lên luộc, lên nồi luộc. Còn đây là chèo môn khô hay còn gọi là chèo sụp. Cái quy trình chèo làm sụp, ra môn cái khô. Chèo môn khô này thì mình cũng không rõ lắm, chỉ có các cụ mới biết làm thôi. Vì chưa có bếp hả? Giờ đến giai đoạn chế biến chèo đây. Đây là cán nướng. Và tiếp theo là
cắt một ít gừng vào cối. Gừng đã hai vết sẵn rồi, cho gừng vào. Gừng thì tôi đang cắt nhỏ cho để cho dễ đâm thôi, để cho giã nhanh nát thôi. Còn đây là súp mon khô, đã đổ hết nước. Quên bỏ gia vị. Mấy cái vừa thấy bữa mấy cái đất không gần đây một tay bỏ xúc cái vào đây. Một cho mình chính nhiều quá là mình kiểu nếu cho ớt á. Sau khi giá tương đối nhuyễn rồi thì bắt đầu bỏ thêm cá. Tiếp tục giá. Cá đã luộc chín nha. Đây là bao gồm hỗn hợp cá này, cá to, cá nhỏ, cá ướt này. Bỏ vào tiếp cùng một lô luôn. Giờ tiếp tục giã. Giã cho nó thành cái hỗn hợp sệt, dẻo sệt. Chà, thế đầy quá rồi. Đầy quá. Giã không nổi nữa rồi. Thôi, sẽ cố gắng cắt lửa này. Như vậy là mình đã hoàn thành món chèo. Chèo hỗn hợp gồm súp, cả gừng và cá nướng. Thì bây giờ chỉ còn súp ra và chiên đấu thôi. Chắc chắn sẽ rất ngon. Vì mình cũng không hay làm nhưng khi ra làm thì ngon hết. Rất tiếc mọi người không được thưởng thức cùng tôi, thôi thưởng thức bằng mắt cũng được nha. Mình thì mình không biết diễn đạt lắm, mình chỉ biết làm chứ không, mình biết ăn thôi. Diễn đạt không hay, mọi người có xem thì cũng có chê bai nha. Thế rồi, các món ăn đã hoàn chỉnh, bây giờ đã dọn ra mâm để chuẩn bị ăn. Nên món ăn dân dã của người miền núi nó chỉ thế này.
Món măng đắng. Chèo sụp. Cộng với cà, ớt và cá. Chỉ có hai món này để ghém lại với nhau ăn. Thôi mời cả nhà ăn.